Di tích Gò Ốc Trạnh được phát hiện vào tháng 9 năm 2010 bởi các chuyên gia của Trung tâm Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh và được khai quật lần đầu vào gần cuối năm 2011. 10 năm sau, Ban quản lý di tích văn hóa Ốc Eo tái khai quật lại toàn bộ kiến trúc di tích Gò Ốc Trạnh nhằm bảo vệ, trưng bày và phát huy giá trị của di tích. Thì lúc đó tôi đất nhà, tôi thấy sao nó có cái mô mô. Nhưng mà ở trên nó trồng cây thôi. Thì lúc đó tôi mới nói mấy anh tôi, nói không chừng đây có hầm vàng. Thôi mình mở thử, rồi mở thì có. Mở trước tiên tôi mở vòng ngoài này. Sau nữa là tôi mới mở vô cái hầm bìa đầu tiên đó. Hầm đầu đây ha. Hầm đó. Rồi sau mới tới hai cái hầm này. Bị đất này tôi giao về cho ban quản lý, thì ban quản lý trực thuộc các nhà tham quan đồ này kia thì thấy bà con người ta lại đến để tham quan cũng hoài, thấy mình được những chỗ đó mình cũng thấy phấn khởi, cho một là khu di tích, hai là cho ông nhà nước của mình, đất nước Việt Nam mình có một cái nền móng gì là tốt. Đền thờ ba vị thần Hindu giáo Gò Ốc Trạnh xưa kia được xây dựng bằng vật liệu hỗn hợp gạch và đá. Đây là một trong những di tích kiến trúc tương đối còn nguyên vẹn nhất của quần thể di tích Ốc Eo Ba Thê và là khu đền thờ Hindu hiếm hoi trong hệ thống các di tích Ốc Eo ở Nam Bộ, đã tôn thờ cả ba vị thần tối cao của Hindu giáo cùng một không gian. Di tích khoảng 650 m², có niên đại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 7, bao gồm ba kiến trúc chính của ba ngôi đền thờ nằm trên một trục đường thẳng Bắc Nam. Ngôi đền phía Nam là đền thờ của thần Vishnu, ngôi đền trung tâm là đền thờ thần Shiva, ngôi đền phía Bắc là đền thờ thần Brahma. Ở trung tâm của ngôi đền phía Nam là cấu trúc của một hố thờ, bao gồm một kiến trúc gạch hình vuông có diện tích là 2.85 x 2.85 m. Trung tâm của hố thờ là một kiến trúc gạch thường, được gọi là trụ giới Shema. Mình là du khách, cũng là lần đầu tiên mới được biết được cái nền văn hóa của Ốc Eo mình rất là lâu đời. Đó, được những nhà khảo cổ đã trùng tu lại rất là ý nghĩa. Tất nhiên là rất tự hào, dùng bảy núi của mình mà, dùng quê hương của mình. Và cái quan trọng là cái đất tâm linh đó, là đã được khai quật đi vào di tích lịch sử của một huyền thoại địa phương mình. Văn hóa di sản ở An Giang mình đã phát hiện và trùng tu lên, thì ở đây nó có vừa ý nghĩa và vừa đẹp. Hiện di tích Gò Ốc Trạnh đã hoàn thành đưa vào phục vụ du khách. Đây hứa hẹn sẽ là điểm du lịch di tích văn hóa thu hút nhiều khách tham quan muốn tìm hiểu, tận mắt chứng kiến những gì độc đáo của người xưa xây dựng, tồn tại cách đây hơn hàng ngàn năm.